Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh QK Audio. Thì hôm nay thì mình khá là rảnh cho nên là mình đã đọc được 2 tập. Mình định là sẽ đăng vào chiều, nhưng mà theo khảo sát thì đăng vào chiều thì có ít bạn dùng YouTube vào thời gian đó, hoặc là có thể là mọi người đã quen với cái giờ khung giờ cố định rồi ấy. Nên là khi mà mình đăng trái khung giờ ấy, thì được báo về là khán giả của bạn không dùng YouTube vào khoảng thời gian này. Cho nên là mình sẽ đăng ngay sau khi khung giờ 19:15 hàng ngày kết thúc, thì mình sẽ đăng thêm một tập nữa nha các bạn. Mình định là sẽ gộp luôn vào một tập, nhưng mà như thế thì nó khá là dài và tải lên thì sẽ mất rất là nhiều thời gian. Cho nên là nếu như mình có thể đọc được tập thứ hai thì mình sẽ phát sóng nó ngay sau khi tập khung giờ 19:15 hàng ngày kết thúc. Và không chần chờ gì nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Lần đầu chào anh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 13. Lâm Uyển Bạch không lên tiếng. Cô đã sớm quen với chuyện nắng mưa thất thường của anh rồi. Ăn cơm xong, cô rửa sạch sẽ toàn bộ bát đũa, lau tay rồi đi ra khỏi bếp. Trước khi lên gác, cô cầm túi sách trên sofa lên, tiện tay lấy di động ra, ấn 2 lần nhưng phát hiện màn hình cứ tối đen không có phản ứng gì. Cô nhíu mày, đang chuẩn bị ấn nút mở máy xem có chuyện gì thì có một bóng đen ập xuống. Chẳng biết Hoắc Trường Uyên đã đứng sau lưng cô từ khi nào, khẽ nói một câu: "Hết pin rồi phải không?" "À, chắc là vậy." Lâm Uyển Bạch bất giác gật đầu. "Có mang sạc không?" Hoắc Trường Uyên lại hỏi. "Không có." Lâm Uyển Bạch lục túi sách rồi lắc đầu. "Để ở phòng làm việc mất rồi." Hoắc Trường Uyên rút 2 tay vào trong túi quần, liếc nhìn cô rồi hỏi: "Có chuyện gì quan trọng tìm em sao?" "Vậy thì không." Lâm Uyển Bạch một lần nữa lắc đầu. Tối nay cô đã qua bệnh viện thăm bà, hơn nữa cũng đã nói với Tang Hiểu Du sẽ không về nhà nữa. "Không có gì thì lên gác tắm rửa." "Ừ." Lâm Uyển Bạch vẫn muốn xem di động nhưng đã bị anh kéo qua dắt lên gác. Hai người lần lượt tắm rửa xong, Lâm Uyển Bạch nằm lên giường, đợi đến khi tiếng bước chân vang lên, một bên chăn bị kéo ra, rồi một bên giường lún xuống, sau đó đèn được tắt đi, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Qua vài giây, cô bị Hoắc Trường Uyên giơ tay kéo qua. "Đừng động đậy." Cô hơi giãy giụa thì nghe thấy tiếng quát vọng từ trên đỉnh đầu xuống. Lâm Uyển Bạch đành nằm im, anh như một đứa trẻ kẹp búp bê vậy, hai chân hai tay cô đều bị cố định. Sau đó anh nói: "Ngủ đi." Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bên tai là nhịp tim vững chãi của anh, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, ở bên cạnh anh, cô có thể bình an say giấc như vậy. Theo sắp xếp của Hoắc Trường Uyên, ngày bà ngoại ra viện bị lùi lại một hôm. Sáng sớm ngày thứ bảy, chiếc Land Rover đỗ ngay trước cửa khu nội trú. Khi Lâm Uyển Bạch dìu bà đi ra ngoài thì cửa sau đã bật mở. Cô chú ý thấy trên xe còn có thêm 2 chiếc gối dựa. Lần trước từ quê về lại thành phố, bà ngoại ngủ không được thoải mái lắm. Những chi tiết nhỏ như vậy mà anh hoàn toàn chú ý đến. Từ Băng Thành đi về quê mất một khoảng thời gian rất dài, gần như tới chiều mới đến nơi. Lâm Uyển Bạch cùng bà ngoại ngồi ở phía sau trò chuyện cho đỡ buồn, thi thoảng lại ngó lên phía trước. Trong gương chiếu hậu có thể nhìn thấy đôi mắt tập trung của anh. Ánh nắng phản chiếu vào trong trông nó lại càng sâu đậm. Đi xe một thời gian dài, sức lực của bà ngoại có hạn, đã sớm thiếp đi. Chiếc Land Rover dừng lại, anh đánh mắt qua. Lâm Uyển Bạch hiểu ý, đẩy cửa xe ngồi lên ghế trước. Buổi trưa, họ dừng ở trạm dừng chân ăn cơm, rồi lại di chuyển hơn 1 tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng cũng về tới quê. Vì khoảng thời gian trước từng về đây nghỉ trong dịp Quốc Khánh, thế nên bụi bặm không quá nhiều, chỉ cần dọn dẹp đơn giản một chút là ở được. Lần này bà ngoại dự định về đây ở thường xuyên, thế nên sắp xếp hành lý cũng mất không ít thời gian. Khi Lâm Uyển Bạch sắp xếp xong đi ra, phát hiện trên chiếc ghế gỗ đào trong phòng khách nhỏ còn có mình bà ngoại. Cô nhìn vào phòng bếp và phòng ngủ đối diện, chỉ thấy một chiếc áo vest đen được vắt lên cuối giường. Chiếc Land Rover ngoài vườn hình như cũng không còn. Cô tò mò hỏi: "Bà ngoại, Hoắc Trường Uyên đâu ạ?" "Bóng đèn phòng khách bị cháy. Tiểu Hắc nói nó lái xe lên thị trấn mua về thay." Bà ngoại cười tít mắt. "À,
Thì ra là vậy. Lâm Miền Bạch gật đầu. Nghĩ tới chuyện trước kia anh từng sửa khóa nhà, cô cũng không quá bất ngờ. Lâm Miền Bạch rót cho bà ngoại một cốc nước nóng, sau đó đi vào phòng ngủ đối diện, cầm chiếc áo vét lên, giơ cao rũ rũ. Sợ để lâu như vậy sẽ tạo nếp nhăn. Có lẽ vì dùng sức hơi mạnh nên chiếc di động từ trong túi áo cũng rơi ra ngoài. Lâm Miền Bạch vội cúi xuống. Cô vừa nhặt di động lên thì nó bất chợt rung lên. Cô giật nảy mình, không cẩn thận chạm phải hình tròn nhỏ xíu màu xanh lá. Cuộc gọi được kết nối, giọng đàn ông từ bên trong vọng ra ngoài. Alo, Trường Nguyên à? Lâm Miền Bạch không hề lạ lẫm, nhìn vào màn hình, quả nhiên là Tần Tư Nhiên gọi tới. Chưa đợi cô lên tiếng, đầu kia đã tự động nói một tràng giang đại hải. Tôi nói này, không phải chứ? Mấy anh đây đã đặt sẵn thôn nghỉ dưỡng rồi. Cậu nói cho leo cây là cho leo cây, còn chạy về vùng quê đó. Thật nhìn không ra đấy. Đúng là anh hùng ngắn hơi. Cô Lâm nhỏ người, đủ cho cậu hành hạ mấy hiệp hả? Miệng Lâm Huyền Bạch vẫn còn giữ nguyên trạng thái há hốc, mặt dần dần đỏ bừng. Cô vốn định xin lỗi, nói mình bất cẩn chạm phải máy, nhưng nghe thấy câu cuối cùng, cô nhất thời không biết có nên lên tiếng hay không. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước kia có nhiều cô gái như vậy mà cũng không khơi gợi được hứng thú của cậu. Tôi thực sự suýt nữa còn tưởng cậu thích đàn ông đấy. Bác sĩ cũng đi khám không ít, không ngờ tới cuối cùng chỉ ở bên cạnh cô ấy cậu mới cương lên được. Lâm Huyền Bạch đứng người, máu huyết trong người dần dần đông cứng lại. Lời nói như đùa cợt của Tần Tư Niên nhưng lại cuốn chặt lấy từng sợi dây thần kinh trong đầu cô. Màn hình di động đã tắt ngấm từ lúc nào cô không biết, chỉ thấy bên tai ù ù từng tiếng, chất giọng trầm của người đàn ông không ngừng lặp đi lặp lại. Không có người phụ nữ khác, anh chỉ có mình em. Anh chỉ có mình em. Bây giờ nghĩ lại, cô chợt phát hiện từng câu từng chữ chỉ còn lại giễu cợt. Chẳng trách ban đầu Hoắc Trường Uyên 5 lần 4 lượt bắt cô đi theo anh, sau khi cô từ chối, thậm chí còn áp dụng thủ đoạn uy hiếp cứng rắn. Thật ra nguyên nhân chỉ có một, anh chỉ có cứng lên được với cô nên mới cần cô giải quyết nhu cầu sinh lý. Thì ra mọi sự tốt đẹp thật ra đều là ban ơn, chẳng qua là cơ thể cần đến cô. Vốn dĩ quan hệ giữa họ chính là như vậy, lẽ nào cô còn hoang tưởng điều gì? Ngoài vườn vọng vào những âm thanh hỗn tạp, bây giờ Lâm Miền Bạch mới phát hiện từng ngón tay mình đã nắm chặt vào nhau. Cô buông ra, điều chỉnh và nhịp thở mới cất bước đi ra ngoài. Bà ngoại đã đứng dậy khỏi ghế, đang chống gậy đứng trước cửa phòng ngủ của mình. Nhìn thấy cô, bà lập tức kích động giơ tay, từng nếp nhăn trên gương mặt cũng cười đến run rẩy. Tiểu Bạch, con mau vào xem, Tiểu Hoắc đã mua về một chiếc tivi rất to. Lâm Huyền Bạch nghe thấy vậy, bèn đánh mắt ra ngoài. Chiếc xe ô tô đó quả nhiên đã quay về. Cô nuốt nước bọt, gật đầu có chút đờ đẫn. Bước qua một bậc cửa khá cao, Lâm Huyền Bạch đi vào. Thứ đầu tiên đập vào mắt không phải chiếc tivi 50 năm in ấy, mà là Hoắc Trường Uyên tay đeo găng đang ngồi bên tường. Bên cạnh còn có hai nhân viên phục vụ mặc áo vàng, đội mũ cùng màu với nhau, có lẽ là người mang tivi đến lắp đặt. Anh nhen nổi giữa hai người họ, tay áo sơ mi được xắn lên tận khỉu, hoàn toàn không còn hình tượng của một tổng tài cao cao tại thượng mà tràn ngập hơi thở cuộc sống. Lâm Miền Bạch còn chú ý thấy trên chiếc bàn bên cạnh, ngoài chìa khóa xe ra, còn có chiếc bóng đèn mới mua về. Chiếc áo vét và di động vẫn còn trong tay. Cô nắm chặt lớp vải đi tới bên cạnh anh, đưa di động qua, nhìn chăm chú vào gương mặt anh, chậm rãi nói. Di động của anh hết điện rồi. Không sao, Hoắc Trường Nguyên cầm lấy xem, rồi ném đại lên bàn. Sạc điện đều ở trên xe. Không gấp, lát nữa sạc cũng được. Ban nãy bác sĩ Tần, Lâm Uyển Bạch khá hốc miệng, vừa bật ra được vài chữ thì bị một giọng nói khác che lấp mất. Anh Hoắc, tivi này dự định treo ở đâu? Hoắc Trường Nguyên cũng đứng dậy theo, nhíu mày quan sát mấy giây khoảng không gian giữa giường đất và bức tường, rồi chỉ đại khái một vị trí. Treo ở đây đi, đừng thấp quá, buổi tối bà ngủ xem tivi sẽ đau cổ. Vâng. Hai người thợ lập tức trở nên bận rộn, họ vừa kê giá vừa khua tay khua chân rồi hỏi. Anh Hoắc, anh xem như vậy đã được chưa? Nên cao chút nữa. Bây giờ thì sao? Được rồi. Sau khi Hoắc Trường Uyên gật đầu, tiếng khoan cũng theo đó vang lên.
Hai người thợ động tác rất nhanh nhẹn, chẳng bao lâu sau đã treo được tivi lên tường. Họ thu dọn dụng cụ đồng thời đưa cho cô một tờ giấy bảo hành bảo cô ký tên. Sau khi ký xong, Lâm Miền Bạch tiễn họ ra về. Trong suốt quá trình ngắn ngủi ấy, ngoài sân đã có mấy vị hàng xóm đến đứng. Dưới quê ít người, có chuyện gì cũng đồn thổi rất nhanh, ai ai cũng qua xem tivi to. Khi Lâm Miền Bạch quay lại, Hoắc Trường Nguyên đã cởi bỏ găng tay, đang cầm điều khiển điều chỉnh hệ thống. Cháu nhìn xem, chẳng phải ở đây vẫn còn tivi sao? Còn xem được mà. Bà ngoại đứng bên cạnh anh không ngừng thở dài. Sao phải mua cái mới chứ? Và lại dù có mua cũng đâu cần mua cái lớn như vậy chứ. Bên trên còn viết dòng chữ siêu mỏng siêu nét, phải bao nhiêu tiền? Bây giờ các đồ gia dụng đều đang khuyến mại, không đắt đâu ạ. Hoắc Trường Uyên chỉ nói như vậy, rồi chỉ vào chiếc tivi nhỏ để ở trên bàn. Hơn nữa cháu đã xem rồi, chiếc tivi ở nhà vừa cũ vừa là tivi đen trắng. Bà ngoại, giờ coi như bà ở thường xuyên ở dưới quê, xem nhiều sẽ đau mắt đấy. Được được, Tiểu Hoắc, cảm ơn cháu. Bà ngoại cười không khép miệng lại được. Bà đừng khách khí. Hoắc Trường Uyên rướn môi. Khi Lâm Miền Bạch đi vào phòng ngủ, đúng lúc anh cầm chiếc bóng đèn đi ra. Anh đi thay bóng đèn. Ồ, cô gật đầu, nhưng tầm mắt thì dừng lại trên người anh. Cô nhìn theo anh đi vào phòng khách, nhẹ nhàng kê chiếc ghế gỗ đào nặng nề ấy vào vị trí. Sau đó cởi đôi giày ra, đứng lên trên, rồi cũng nhẹ nhàng tháo chụp đèn xuống, tháo tiếp chiếc bóng đèn đã cũ. Bỗng nhiên có tiếng di động rung lên, đầu óc Lâm Huyền Bạch dường như cũng ù ù theo. Nhưng lần này không phải của anh, mà ở trong túi áo. Cô rút ra xem, di động chỉ rung hai lần ngắn ngủi, là một tin nhắn. Sau khi nhìn kỹ người gửi, cô nhíu mày, hóa ra là Lâm Giao Giao. Lâm Miền Bạch băn khoăn giữa việc đọc và xóa, cuối cùng vẫn chọn việc thứ hai, cô ta không chỉ gửi một tin. Lâm Miền Bạch, chị đừng vui mừng quá sớm. Chị tưởng anh Trường Nguyên 5 lần 4 lượt binh vực mình thì nghĩ mình là người quan trọng à? Tôi nói cho chị biết, anh Trường Nguyên dù có không lấy tôi thì cũng chưa đến lượt chị. Chẳng qua anh ấy muốn tìm cảm giác mới lạ nên chơi bời với chị một chút thôi. Chị đã nhìn thấy người trên bức ảnh này chưa hả? Đây mới là vị hôn thê chân chính của anh ấy. Ngay sau đó lại có một tin nhắn đính kèm tệp tin gửi tới. Trên bức ảnh là một bóng nghiêng, nhưng vẫn nhận ra người đó xinh ngất trời. Một chiếc váy Chanel vừa vặn chỉn chu, ngón tay trắng trèo luồn qua mái tóc dài, giống như cô ấy đang cười, gò má thoáng qua một lúm đồng tiền xinh xinh. Dường như cho dù chỉ tưởng tượng hình ảnh hai người họ đứng cạnh nhau, cũng chính là một đôi kim đồng ngọc nữ ăn ý từng chi tiết. Lâm Miền Bạch chợt nhớ tới ngày ấy ở Hoắc thị, khi cô hỏi Hoắc Trường Uyên có lấy Lâm Giao Giao hay không, anh rất khinh bỉ và lạnh nhạt đáp lại: lấy cô ta? Cô ta xứng sao? Rồi khi nhìn lại người trong ảnh, hình như cuối cùng cô cũng hiểu vì sao anh nói như vậy. Lâm Miền Bạch đột ngột quay người tắt di động đi, cảm thấy trán đã đổ mồ hôi, nhiệt độ trong người dường như đang tản đi rất nhanh, ngón tay có phần run rẩy thiếu kiềm chế. Tiểu Hoắc từ lúc về nhà đến giờ chưa ngơi tay ngơi chân, còn không mau đun nước cho cậu ấy uống. Bà ngoại dường như thấy cô đứng đực ra đó quá lâu, bất chợt tiến lên đẩy cô một cái, rồi lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: cháu thực sự nên chân thành cảm ơn Tiểu Hoắc, không phải vì cậu ấy mua cho nhà mình cái tivi to, mà vì sự chân thành này của cậu ấy rất khó kiếm. Tiểu Bạch, cháu có thể tìm được một người bạn trai như Tiểu Hoắc? Anh ấy không phải. Lâm Huyền Bạch đột ngột ngắt ngang. Nhìn thấy ánh mắt sững sờ của bà ngoại, ý thức được mình phản ứng hơi quá khích, cô vội cắn môi: xin lỗi bà. Con bé này làm sao vậy? Bà ngoại kinh ngạc nhìn cô. Không sao ạ, cháu đi đun nước. Lâm Huyền Bạch lắc đầu, cắm cúi rời đi. Cô nổi lửa trong bếp, lấy nồi to đun nước. Sau khi lửa bùng lên, nước cũng sôi rất nhanh. Hoắc Trường Nguyên lắp xong bóng đèn đã đi vào lấy một chậu nước, bưng trở về phòng ngủ. Có vẻ anh đã ra nhiều mồ hôi, định lau qua người. Lâm Huyền Bạch liên tục thêm củi vào lò, củi từ từ cháy, khói bốc ra ngoài cũng khiến đôi mắt cô cay xè. Cô ngừng đầu nhìn ra phía bà ngoại ngoài phòng khách, rồi lại đánh mắt nhìn Hoắc Trường Nguyên đã đi vào phòng ngủ, bỗng nhiên cảm thấy hơi thở ngắn dần. Làm ấm giường, gọi là tới.
Đây là yêu cầu Hoắc Trường Nguyên đưa ra với cô. Lúc trước chính cô là người vứt bỏ tự trọng, bán thân kiếm tiền, hoàn toàn là vì bà ngoại còn nằm viện. Nhưng bây giờ bà ngoại đã hồi phục sức khỏe và có thể ra viện. Vậy lúc này cô đang làm gì? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước khi có nhiều cô gái như vậy cũng không khơi gợi được hứng thú của cậu. Tôi suýt nữa còn tưởng cậu thích đàn ông đấy. Cậu cũng đã đi khám không ít bác sĩ, không ngờ tới cuối cùng chỉ có cô ấy là có thể khiến cậu cứng lên. Tôi nói cho chị biết, anh Trường Nguyên dù có không lấy tôi thì cũng chưa đến lượt chị. Chẳng qua anh ấy muốn tìm cảm giác mới lạ nên chơi bời với chị một chút thôi. Chị đã nhìn thấy người trên bức ảnh này chưa hả? Đây mới là vị hôn thê chân chính của anh ấy. Những câu nói của Tần Tư Niên và Lâm Giao Giao một lần nữa xuyên qua đầu óc cô. Lâm Huyền Bạch cảm thấy như bị một cây gậy đập từng nhát từng nhát. Khi đứng dậy, không biết có phải vì đã ngồi quá lâu hay không, bước chân cô chợt loạng choạng. Cọt kẹt, cửa phòng ngủ bị Lâm Huyền Bạch từ từ đẩy ra. Hoắc Trường Nguyên đang đứng quay lưng về phía giường, áo sơ mi bên trên đã được cởi ra để lộ sống lưng rắn chắc. Hoàng hôn bên ngoài hắt vào trong, anh nghe thấy tiếng động bèn quay lại, nhìn thấy cô thì lại quay về, tiếp tục bắt chiếc khăn trong tay. Lâm Huyền Bạch nắm chặt tay nắm cửa, gọi một tiếng. Hoắc Trường Nguyên, qua đây, lau lưng giúp anh. Lần này Hoắc Trường Nguyên không quay lại mà thẳng thừng căn dặn. Lâm Huyền Bạch đi qua, nhận lấy chiếc khăn mặt trong tay anh, nhưng không nhúc nhích. Có lẽ vì đợi mãi không thấy cô có động tĩnh gì, Hoắc Trường Nguyên sốt ruột quay lại, trên gương mặt là sự sốt ruột quen thuộc. Một ngụm nước bọt được nuốt xuống, Lâm Huyền Bạch cho dù đi giày bệt cũng vẫn cảm thấy gót chân run bần bật. Cô không ngừng hít sâu thở đều, cho tới khi có đủ dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy, há miệng, tốn rất nhiều sức, cuối cùng mới phát ra tiếng. Chúng ta hãy kết thúc giao dịch bẩn thỉu này đi. Đôi mày và khóe miệng Hoắc Trường Uyên gần như sa sầm lại cùng một lúc. Em nói lại một lần nữa xem. Đầu óc Lâm Huyền Bạch như bị thắt nút vậy. Nhìn thấy cơn bão tố từ từ dâng lên trong ánh mắt anh, cô cuộn chặt tay lại có phần sợ sệt. Nhưng nơi lồng ngực lại có một nguồn sức mạnh phóng ra bừa bãi. Cô nghe thấy tiếng của mình một lần nữa vang lên. Em nói, chúng ta hãy kết thúc giao dịch bẩn thỉu này đi. Bà ngoại đã xuất viện rồi, em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Khi Hoắc Trường Uyên xoay người lại, anh đứng ngược chiều hoàng hôn ngoài cửa sổ. Sự im lặng khiến người kiêng dè. Anh rút một bao thuốc lá từ trong túi quần ra, ngậm một điếu lên miệng, châm lửa. Làn khói trắng từ mũi và miệng anh tỏa ra bốn phía. Không có cơn giận dữ lôi đình như trong tưởng tượng, tầm mắt của anh từ đầu tới cuối khóa chặt cô, cho tới khi hút hết điếu thuốc tới tận phần đầu mút. Mỗi một đường cơ bắp ở nửa người trên để trần đều căng ra như một mũi tên chực bắn ra khỏi cung. Anh im lặng không nói, nhưng khí thế thì luôn sẵn sàng. Hoắc Trường Nguyên vứt đầu mẩu thuốc lá vào trong thùng rác, động tác giật khóe môi và động tác dập lửa đều rất đồng bộ. Lâm Huyền Bạch, thế này là em lợi dụng tôi xong thì rút lui. Chất giọng trầm bật ra khẽ khàng đến kỳ lạ, nhưng gương mặt anh lại toát ra một vẻ âm u. Lâm Huyền Bạch biết anh không vui rồi. Khoảng thời gian này cô nghẹn ngào, cố gắng để giọng mình càng chậm rãi hơn một chút nữa. Có lẽ chúng ta đều có được thứ mà đôi bên mong muốn. Nếu kết thúc, em hy vọng sau này có thể không còn nợ nần gì nhau. Một lời đơn giản như vậy, nhưng để nói hết, lòng bàn tay của cô đã đổ đầy mồ hôi. Nếu còn tiếp tục mối quan hệ này, chính cô sẽ xem thường bản thân mình. Em chắc chứ? Hoắc Trường Nguyên từ từ nhắm mắt lại. Ừ, Lâm Huyền Bạch gật đầu. Rầm, dậu rửa mặt đặt trên ghế bị anh đá bay xuống đất, nước văng tung tóe ra đất, văng cả lên giày của Lâm Huyền Bạch. Đôi giày thể thao đế bằng chẳng mấy chốc đã ướt rượt, nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Hoắc Trường Nguyên cười khẩy thành tiếng, cảm giác âm u nơi đáy mắt dâng lên đỉnh điểm theo từng câu từng chữ của anh. Lâm Huyền Bạch, em nói kết thúc là kết thúc. Đừng mà! Lâm Huyền Bạch hoảng sợ khẽ hét lên, cả người cô bị lôi đi. Chiếc giường vì một lực mạnh ập xuống nên phát ra những tiếng động bí bách. Cô dãy dụa muốn ngồi dậy nhưng đã bị bờ môi mỏng của anh chặn đứng lại. Nụ hôn mang theo sự giận dữ của anh ập xuống mạnh mẽ. Hoắc Trường Uyên không hề nhẹ tay hơn, chỉ chớp mắt anh đã giật chiếc áo len đan thô trên người cô đến biến hình, thậm chí có một vài mối đan đã bung ra.
Sự chán ghét trong mắt anh khiến cả người cô đầm đìa mồ hôi. Lâm Huyền Bạch cố gắng kháng cự nhưng không thể kháng cự được gì. Cô chỉ biết ngước mắt lên ngây ngốc nhìn trần nhà, ánh mắt dần dần không còn tiêu cự, giọng nói cũng trở nên rời rạc trống rỗng. Em không đồng ý. Hoắc Trường Uyên, anh làm vậy là cưỡng bức em. Bàn tay lớn của Hoắc Trường Uyên dịch xuống eo cô, kéo khóa quần bò xuống. Khi ngón tay chạm phải dị vật, động tác của anh mới ngừng lại. Cảm xúc lỗ mãng đã hoàn toàn kéo anh đi, khiến Hoắc Trường Uyên quên mất người bà con của cô vẫn chưa đi hẳn. Khi anh ngước mắt lên, hơi thở lại lập tức như ngừng lại. Lâm Miền Bạch nằm đó như một con cừu non đợi chết, không dãy không hét, nhưng hai hàng nước mắt đã từ từ lan xuống hai bên thái dương. Hoắc Trường Uyên đưa tay ra chạm phải khoảng ướt át ấy, như bị thứ gì chích vào người vậy. Thật ra bản chất anh là một người kiêu ngạo, không thèm mấy chỗ ức hiếp đàn bà con gái. Giống như ban đầu, cho dù muốn cô đi theo mình, anh cũng chỉ dùng thủ đoạn dụ dỗ, cuối cùng khiến cô chủ động cúi đầu trước mình mà thôi. Cũng giống như anh từng nói với Tần Tư Niên, chuyện chăn gối vẫn nên đôi bên tình nguyện là thoải mái nhất. Ngón trỏ và ngón cái của Hoắc Trường Uyên khẽ vân vê, cảm giác ướt át ấy tan dần, giọng nói của anh cũng u tối như gương mặt anh vậy. Lâm Uyển Bạch, đây là lần đầu tiên em rơi nước mắt vì anh. Lâm Uyển Bạch như ngừng thở, cô bàng hoàng ngẩng đầu. Do góc độ và ánh sáng, mọi thứ trong đôi mắt ấy đều có vẻ không thật. Cô đang chuẩn bị nhìn thật kỹ thì nguồn sức mạnh trên người bỗng nhiên biến mất. Sau đó nghe thấy anh bật ra hai chữ trầm thấp: bỏ đi. Hoắc Trường Uyên rút tay về. Anh ngồi dậy khỏi giường, cài lại thắt lưng vừa cởi ra, rồi lại rút ra một điếu thuốc. Nhưng anh không lập tức châm lên mà nhìn cô. Cái nhìn này rất sâu sắc, giống như muốn nhìn thấu từ ngoài vào trong của cô vậy. Lâm Miền Bạch chợt dùng mình, sau đó là từng cơn run rẩy. Ngũ quan lạnh nhạt và xa cách của anh giống như bị đóng đinh vào con người của cô. Anh hừ lạnh. Người con gái không cần tôi thì tôi cũng không cần. Cô ngồi dậy, hai tay ôm ngực, chỉnh lại chiếc áo len nhăn nhúm, gần như phá cửa đi ra. Bà ngoại đã trở về phòng ngủ. Vì tuổi cao tay có phần nghĩnh ngãng, phần vì tiếng tivi cũng mở rất to nên bà không phát hiện ra cuộc cãi vã giữa hai người họ. Không thể ở lại nhà thêm nữa, Lâm Nguyên Bạch lao một mạch ra sân. Chẳng biết đã ngồi ở bên bờ sông bao nhiêu lâu, đến khi chóc trời buông dần, cô buộc phải quay trở về đường cũ. Khi về gần tới, bước chân Lâm Nguyên Bạch rất dè dặt. Cô bỗng không biết phải đối mặt với đôi mắt đen tối ấy như thế nào. Khi đi đến cổng, cô phát hiện chiếc Land Rover cho màu trắng vốn đang đỗ bên đường không biết đã đi đâu mất. Xuyên qua sân đi vào nhà, bà ngoại vẫn đang nằm trong phòng ngủ xem tivi, không biết có chương trình gì mà bà xem cười không ngớt. Lâm Miền Bạch đi kiếm qua một lượt, tất cả các chỗ khác đều im phăng phắc. Chậu rửa mặt bị đổ bên giường đã được cất đi, chiếc sơ mi cởi ra cũng không còn nữa, giống như người đàn ông tên Hoắc Trường Uyên ấy chưa từng xuất hiện ở nơi này vậy. Đến tối, cơm canh được bưng lên đặt trên chiếc bàn gỗ tròn. Bà ngoại chống gậy ra ngoài ăn cơm, cầm đũa thưởng thức cơm cô nấu. Cả buổi không nói hay hỏi thêm câu gì. Lâm Miền Bạch có phần không nhịn được. Anh ấy đâu ạ? Tiểu Hoắc hả? Đi rồi. Bà ngoại ngước lên, tự nói. Hình như công ty có việc thì phải. Lúc đó cũng chỉ tạm biệt bà vội vã, chỉ cầm chìa khóa xe rồi đi luôn. Nó không nói gì với cháu sao? Đó, nói rồi ạ. Lâm Miền Bạch mấp máy môi, không còn phải làm ấm giường, không còn phải gọi là tới. Khôi phục lại tự do là một chuyện tốt, chỉ là mỗi lần thở hắt ra là một hơi mạnh, chẳng hiểu sao lồng ngực lại tương tức. Việc tìm người chăm sóc bà ngoại rất dễ dàng, xung quanh hàng xóm có cả tá. Lâm Miền Bạch chọn một người bình thường khá gần gũi, thương lượng một cái giá phải chăng, đồng thời dặn dò một số chú ý đối với việc chăm sóc người già rồi mới yên tâm rời đi. Vì không có Hoắc Trường Uyên, cô buộc phải ngồi tàu hỏa ngay tối chủ nhật lên thành phố. Trước khi đi, Lâm Miền Bạch ôm bà ngoại một cái thật chặt, dường như muốn xin bà một chút sức mạnh. Cô ngồi chuyến tàu chậm nhất, hầu như phải dừng hết các ga lớn nhỏ dọc đường. Đến hơn 5 giờ sáng, cuối cùng cô cũng đến nơi, ý thức được việc mình đã thức trắng cả đêm dài. Có vẻ như không cảm thấy buồn ngủ lắm, chỉ là chân tay có phần nặng nề như đeo chì vậy. Còn khoảng 3 tiếng nữa là đến giờ đi làm. Lâm Miền Bạch bắt xe về nhà, bước chậm rãi lên từng tầng một. Cô hơi mệt mỏi, chẳng hiểu sao trước mắt lại hiện lên hình ảnh lần bị ngộ độc thực phẩm, được Hoắc Trường Uyên bế lên tận nhà.
Lâm Huyền Bạch tự gõ vào đầu. Khi chắc chắn những hình ảnh ấy không còn hiện về nữa, cuối cùng cô mới có sức đi lên tận tầng trên cùng. Nhưng bỗng nhiên không còn sức rút chìa khóa ra, cô thẳng thừng gõ cửa. Nhưng người từ bên trong mở cửa ra lại khiến cô sững sờ. Anh Yến Phong. Là anh đây. Yến Phong vẫn mỉm cười với cô như mọi lần. Lâm Huyền Bạch nhất thời chưa hiểu chuyện gì. Sao anh? Cuối năm có một đợt binh mới cần tuyển, đội cử anh về đây làm việc này. Yến Phong mỉm cười giải thích. Còn nói nữa, lúc trước anh gọi điện cho em, muốn nói với em chuyện này. Kết quả em không nghe bắt máy, về sau còn tắt máy liên tục. Thế ư? Em không nhận được. Lâm Huyền Bạch ngẩn người. Trong phòng ngủ vọng ra tiếng động. Tang Hiểu Du nhảy chân sáo đi ra ngoài. Tiểu Bạch, cậu về rồi à? Hôm qua anh bay chuyến đêm, chênh lệch múi giờ nên không ngủ được. Sáng sớm tiện đường qua đây, không ngờ sau khi gõ cửa lại là bạn em ra mở. Cô ấy nói em đưa bà ngoại về quê sáng nay mới lên, nên anh dứt khoát ở đây đợi luôn. Yến Phong nói tiếp. Dạ. Lâm Biển Bạch gật đầu, cảm thấy não bộ có phần không đủ sử dụng. Cô cởi túi xách xuống. Em đi rửa mặt một chút. Cô vặn vòi nước ra, xả nửa labo rửa mặt, rồi vùi mặt vào đó. Một lúc lâu mới cảm nhận được lục phủ ngũ tạng từ từ trở về chỗ cũ. Tang Hiểu Du bám riết theo cô như con sâu, đưa khăn mặt cho cô, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi với vẻ khó hiểu. Này, sao không nhìn thấy chiếc xe trắng của anh nhà cậu thế? Cá nhỏ, đó không phải là anh nhà mình. Lâm Hiểu Bạch cắn môi. Không phải chứ, suốt ngày bị mình trêu chọc còn xấu hổ nữa. Tang Hiểu Du cười gian tà. Từ ngón tay của Lâm Huyền Bạch bấu chặt vào khăn mặt, cô hạ thấp giọng, có phần bấy bổng. Chúng mình chia xa rồi. Vì ngay cả chia tay cũng không phải. Thật hay đùa vậy? Tang Hiểu Du bỗng chốc sửng sốt, liếc nhìn Yến Phong ngồi ở phòng khách, chỉ tay. Không phải vì cậu vẫn chưa quên. Lâm Huyền Bạch mím môi một lúc lâu, cuối cùng chỉ im lặng lắc đầu. Cô đặt khăn mặt và bàn chải về vị trí cũ, thay quần áo đi ra ngoài. Yến Phong từ trên sofa đứng lên. Đi nào Tiểu Uyển, chúng ta ra ngoài ăn sáng, sau đó anh đưa em đi làm. Lâm Huyền Bạch thẫn thờ gật đầu, đi theo anh ấy ra cửa. Họ tới một cửa hàng bán đồ ăn sáng ở gần đó. Yến Phong gọi rất nhiều, nhưng cuối cùng cô vẫn ăn rất ít. Yến Phong lái chiếc xe Jeep treo biển quân đội. Tuy đang là giờ cao điểm buổi sáng, nhưng rất nhiều xe nhìn thấy đều chủ động tránh đường, sợ quẹt phải sẽ gặp rắc rối. Dọc đường họ đi cũng khá thuận lợi. Khi gặp đèn đỏ, anh ấy mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô. Lần trước chẳng phải anh nói với em là Châu Châu ở Mỹ đòi gặp em sao? Nhà trẻ ở bên Mỹ nghỉ cũng khá sớm, khoảng 2 tuần nữa nó cũng về nước. Lâm Huyền Bạch cúi gằm xuống, nhìn mãi vào hai bàn tay nắm chặt đặt trên đầu gối. Tiểu Uyển, anh nói em có đang nghe không vậy? Yến Phong bất giác hơi cao giọng. Dạ. Lâm Huyền Bạch ngừng đầu lên, hơi sững sờ vẻ bàng hoàng. Anh vừa nói gì ạ? Yến Phong không tỏ ra khó chịu mà kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Anh nói có thể khoảng 2 tuần nữa Châu Châu sẽ về nước, tới lúc đó em đi cùng anh tới đón nó nhé, nó nhất định sẽ rất vui. À vâng. Lâm Huyền Bạch gật đầu. Cũng đã hơn 1 năm rồi cô không gặp cậu nhóc đó, dĩ nhiên phải ra tận sân bay đón nó. Đèn xanh bật sáng, ánh mắt Yến Phong vẫn không rời khỏi gương mặt cô. Anh hỏi với vẻ quan tâm khó che giấu. Tiểu Uyển, có phải em thấy không thoải mái ở chỗ nào không? Không ạ. Đôi mắt Lâm Huyền Bạch hơi nhấp nháy. Cô đáp qua loa. Có thể tại tối qua ngồi tàu hơi mệt. Yến Phong gật đầu, không hỏi thêm nữa. Chỉ dặn dò cô đi làm đừng gắng sức quá, chú ý nghỉ ngơi và uống nhiều nước. Lâm Huyền Bạch khẽ đáp lại, tòa nhà phía trước đập vào mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, gần như chớp mắt đã hết 1 tuần. Kết thúc mối quan hệ với Hoắc Trường Uyên, Lâm Huyền Bạch dường như có nhiều thời gian dư giả hơn. Ngày ngày cô tan làm, mua thức ăn về nhà, cùng người bạn Tang Hiểu Du nấu cơm ăn, sau đó lại gọi điện về hỏi han tình hình của bà ngoại. Nhiều lúc làm xong hết những việc này, trời bên ngoài cũng đã tối đen như mực. Chiều nay họp xong, trở về chỗ ngồi chưa được bao lâu, quản lý đã vội vàng đi từ phòng làm việc ra, nói là dự án hợp tác với Hoắc Thị xảy ra chút vấn đề nhỏ cần sửa chữa, dặn cô sắp xếp tài liệu qua đó một chuyến. Hoắc Thị. Lâm Miền Bạch nét mặt đầy bứt rứt. Cô cắn môi. Quản lý,
Tôi có thể không đi không? Vậy sao được? Quản lý trả lời ngay không cần suy nghĩ, đồng thời nạt nộ. Công ty không phải là nơi nuôi mấy người nhàn rỗi. Cuối cùng, dưới thái độ không dễ từ chối của quản lý, Lâm Uyển Bạch đành ôm tài liệu theo anh ta đi tới Hoắc thị. Có hẹn trước nên họ được lên thẳng phòng hội nghị trên tầng cao nhất. Hoắc Trường Nguyên đã ngồi bên trong rồi, lưng dựa vào ghế, tư thế nhàn nhã, trong tay xoay tròn cây bút máy. Khi rơi xuống, mặt giấy phát lên những tiếng lộp bộp. Ngũ quan cương nghị mà không thô kịch vẫn nét nào ra nét ấy như thế. Cho dù là đang làm việc, từng cử chỉ vẫn thắt lên sự cao quý. Quản lý gần như lao vào như tên bắn, vừa xoa tay vừa xin lỗi. Hoắc tổng, thật là ngại quá, để anh đợi lâu rồi, đường có hơi tắc. Không sao. Hoắc Trường Nguyên đổi tư thế vắt chân, đặt cây bút máy lên bàn, ngữ khí nhạt nhòa. Tôi có đến trước mấy phút thôi, vừa kết thúc cuộc họp ở đây. Quản lý nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Uyển Bạch im lặng đi theo sau, kéo ghế ngồi xuống, cúi đầu thấp nhất có thể để làm nhòa đi sự tồn tại của mình. Họ nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Không lâu sau, cô nghe thấy quản lý dặn dò. Tiểu Lâm, đưa phần đã sửa lại cho Hoắc tổng xem qua. Vâng. Lâm Uyển Bạch đứng lên, cô lần lượt lấy tài liệu trong túi tài liệu ra, thầm hít sâu một hơi rồi đi tới bên cạnh Hoắc Trường Uyên. Hoắc tổng, đây là tài liệu mới sửa chữa. Hoắc Trường Uyên đáp rất khẽ, thậm chí không buồn ngẩng đầu lên. Vì Lâm Uyển Bạch đang đứng nên ở góc độ của cô có thể nhìn rõ từng chi tiết nhỏ, bao gồm cả bờ môi hơi mím lại của anh, khuôn cằm lún phún mấy sợi râu chưa cạo sạch, xuống dưới nữa là ít hầu nhô ra. Hơi thở của cô đột ngột ngừng lại, tầm mắt dừng hẳn trên cổ áo của anh. Anh vẫn mặc chiếc sơ mi mà cô mua. Trên tay bỗng nhiên có cảm giác ấm nóng truyền tới, không biết là vô tình hay hữu ý. Khi đưa tài liệu, ngón tay của Hoắc Trường Uyên chạm vào tay cô. Chuyện như vậy trước kia thường xuyên xảy ra. Lâm Uyển Bạch không khỏi cắn môi nhìn anh. Hoắc Trường Uyên ngước mắt lên, vẫn rất thản nhiên. Sao vậy? Không, không sao. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Trở về chỗ, cô vô thức đánh mắt nhìn qua, chỉ thấy Hoắc Trường Uyên cúi đầu xuống đọc tài liệu, nét mặt vẫn đầy nghiêm nghị, đôi mắt không có lấy một gợn sóng. Cô bất giác siết chặt ngón tay vừa bị anh chạm qua. Chập tối tan làm về nhà, Tang Hiểu Du có việc không về ăn cơm nên Lâm Uyển Bạch mua một hộp cơm ăn tạm. Cô vừa mở hộp ra thì chuông điện thoại bất ngờ reo vang. Ba chữ Hoắc Trường Nguyên hiển thị trên màn hình khiến cô bỗng ngừng thở. Cô do dự bắt máy. Alo. Anh đây. Chất giọng trầm từ từ truyền tới. Em biết. Lớp ni lông bên ngoài chiếc đũa dùng một lần bị Lâm Uyển Bạch nắm chặt trong tay vang lên những tiếng sột soạt. Cô điều chỉnh lại nhịp thở, hỏi. Anh có việc gì không? Anh đói rồi. Hoắc Trường Uyên bất ngờ nói. Lâm Uyển Bạch lại thấy rất khó thở. Đầu kia Hoắc Trường Uyên cũng im lặng mấy giây, sau đó nói một câu. Anh muốn ăn mì. Cuộc họp buổi chiều ở Hoắc thị kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Suốt cả quá trình, Hoắc Trường Uyên đều tập trung vào cuộc họp, không hề liếc về phía cô một lần nào. Sau khi kết thúc, Lâm Uyển Bạch và quản lý ra về, cũng giống như lần trước, Hoắc Trường Uyên và Giang Phóng đi ra theo, nói là có thể tiện đường đưa họ đi một đoạn. Quản lý dĩ nhiên rất vui vẻ đồng ý, cô lại bị ấn vào giữa hai người họ. Chỉ có điều khác biệt là sau khi lên xe, Hoắc Trường Uyên liền nhắm mắt lại, cho tới khi họ đi xuống anh cũng không hề mở mắt. Trước khi đóng cửa xe lại, Lâm Uyển Bạch quay đầu, vẫn nhìn thấy khuôn mặt cương nghị của anh, không hề có một chút biểu cảm nào, cả người toát ra một sự lạnh lùng khiến người ta không thể lại gần. Cô siết chặt ngón tay, mình lại đang kỳ vọng điều gì? Không liên quan gì tới nhau như thế này mới là tốt nhất. Lâm Uyển Bạch đổi di động sang tay bên cạnh, buộc phải nhắc nhở anh. Hoắc Trường Uyên, hai chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Anh biết. Lâm Uyển Bạch không biết nên nói tiếp thế nào, đang do dự không biết có nên tiếp tục cuộc điện thoại này hay không, thì ở đầu kia anh lại lên tiếng. Nấu mì kiểu gì đây? Hả? Lâm Uyển Bạch ngẩn người. Chính là loại mì em hay nấu cho anh đó. Hoắc Trường Uyên ngừng một chút rồi nói tiếp. Anh mua mì và trứng gà rồi. Hành phải làm thế nào? Anh định nấu. Lâm Uyển Bạch ngỡ ngàng hỏi anh. Hoắc Trường Uyên đáp lại một tiếng rất khẽ. Nhận được một đáp án chắc chắn, Lâm Uyển Bạch không giấu nổi vẻ bất ngờ,
Cô nuốt nước bọt, ấp úng nói. Đầu tiên phải rửa sạch hành, sau đó thái nhỏ. Cô vừa dứt lời, đầu kia đã vang lên tiếng nước chảy, sau đó là tiếng dao băm lên mặt thớt. Sau đó thì sao? Tới lúc này Lâm Huyền Bạch vẫn không dám tin rằng anh thực sự đang nấu mì. Cô gần như vô thức nói tiếp. Sau đó cho nước vào nồi. Sau khi nước sôi thì đập trứng vào. Đợi cho nước sôi, trứng thành hình rồi thì bỏ mì vào. Nhớ phải dùng đũa khuấy mì. Đập thẳng trứng vào là được sao? Hoắc Trường Uyên hỏi cô. Đúng vậy, Lâm Miền Bạch đáp. Giống như ban nãy, một loạt các âm thanh rền vang ở đầu kia. Có điều lần này tiếng động lớn hơn, sau đó là tiếng nắp nồi va chạm với nhau. Lâm Miền Bạch bất chợt nghĩ tới anh từng nói với mình. Khi còn học ở nước ngoài, anh từng thông bồn cầu, thay bóng đèn. Mấy kỹ năng sinh hoạt này buộc phải biết, ngoại trừ nấu ăn là không thể làm được. Giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, Hoắc Trường Nguyên làm bước nào cũng hỏi cô rất kỹ. Lâm Miền Bạch không thể ngắt máy giữa chừng, đành phải giữ vững điện thoại suốt quá trình. Cuối cùng khi nghe thấy tiếng nắp nồi được đậy lại, cô cầm chặt di động. Mì cũng đã dậy, anh làm xong rồi. Còn việc gì nữa không? Nếu không em ngắt máy đây. Đợi khoảng 2 giây, cô nhìn vào di động, Hoắc Trường Nguyên đã giật mất cơ hội ngắt máy. Vẫn bá đạo như trước đây, không cho phép người khác ngắt máy trước. Cắn môi, đặt di động sang một bên, Lâm Miền Bạch một lần nữa cúi đầu chuẩn bị ăn cơm hộp, mới phát hiện chỗ cơm đã nguội ngắt. Đèn đường đã lên tại nhà hàng hào hoa nhất trung tâm thành phố. Khi Lâm Miền Bạch tan ca thì bị quản lý gọi tới cùng tham gia buổi tiệc, nói là không bắt cô mời rượu, chỉ phụ trách rót rượu cho các lãnh đạo là được rồi. Đã nói đến vậy rồi, cô không thể từ chối được nữa. Vị trí được đặt trên tầng 2. Sau khi bước vào không bao lâu thì quản lý đã ngắt máy, đứng lên ra ngoài đón khách. Cô cũng vội vàng đứng dậy khỏi chỗ. Trong mấy chốc, cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra, có không ít lãnh đạo được mời tới buổi tiệc tối nay bước vào. Tất cả đều mặc áo vest quần Âu, bên trong có một bóng dáng cao lớn nhất, Hoắc Trường Uyên. Cho dù đi cuối cùng, anh vẫn nổi bật như thế. Dường như anh lúc nào cũng vậy, dù đứng ở đâu cũng luôn có bản lĩnh khiến người ta vừa nhìn đã bắt được mình. Mọi thứ xung quanh tự động nhạt nhòa thành nền, giống hệt như lần gặp ở phòng họp. Hoắc Trường Nguyên không hề nhìn thẳng vào cô, anh đi thẳng tới khu vực ghế ở trong cùng, uể oải dựa cả lưng lên ghế, một chân gập lên, đôi chân hơi duốn cao để lộ lớp tất màu đen. Những người khác sau khi anh ngồi xuống mới lần lượt ngồi. Bữa tiệc bắt đầu rất nhanh, không có người phục vụ riêng. Lâm Miền Bạch lần lượt cầm bình rượu rót cho từng lãnh đạo suốt cả buổi. Khi cô đi ngang qua, bên cạnh có người quan tâm hỏi han. Hoắc tổng, anh sao vậy? Uống hơi vội một chút. Hoắc Trường Nguyên đặt tay lên dạ dày. Lâm Miền Bạch bất giác nhìn về phía anh. Anh đang khẽ nhíu mày, có vẻ rất không thoải mái. Lại có một ly rượu được mời anh. Hoắc Trường Nguyên uống xong bèn đặt chiếc ly xuống và đứng dậy. Xin lỗi nhé, mọi người tiếp tục đi. Dạ dày tôi không thoải mái, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Ngay sau đó, anh lập tức sải bước đi ra khỏi phòng. Lâm Huyền Bạch vừa đi rót rượu một vòng, chuẩn bị ngồi xuống thì người quản lý đưa cho cô một bịch khăn giấy và nói: Tiểu Lâm, cô vào xem giúp tôi xem Hoắc tổng thế nào rồi. Tôi... Cô cắn môi không nhận. Mau đi đi, không nhìn thấy tôi không ra được sao? Quản lý nhét thẳng giấy ăn vào tay cô, rồi lập tức quay đầu bê ly rượu lên, vừa nhiệt tình vừa nịnh nọt. Cục trưởng Trương, đừng đừng, ly này tôi nhất định phải uống. Lâm Miền Bạch nắm chặt giấy khăn, không còn cách nào khác, đành bấm bụng đi ra khỏi phòng. Nhà vệ sinh nằm ở tận cùng hành lang. Hoắc Trường Uyên đang phủ phục lên trên bệ rửa mặt, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng đó. Ánh đèn hắt lên trên, loáng thoáng nhìn thấy những múi cơ gồ lên trên lưng anh. Chỉ là một bóng lưng cũng đủ khiến người ta như ngừng thở. Trong gương chỉ có mái tóc của anh lộ ra, không nhìn rõ sắc mặt anh hiện ra đang thế nào. Lâm Miền Bạch bước chậm chậm lại gần. Hoắc tổng, anh vẫn ổn chứ? Hoắc Trường Uyên đáp lại một tiếng mơ hồ. Lâm Miền Bạch thấy vậy, đành tiếp tục tiến lên vài bước. Quản lý bảo em qua xem anh, có cần giúp đỡ gì không? Đưa giúp anh chai nước kia. Hoắc Trường Uyên không ngừng lên, chỉ giơ tay. Lâm Miền Bạch nhìn theo hướng anh chỉ, nhìn thấy một chai nước suối. Ồ, cô vươn tay ra lấy. Sau khi mở nắp, cô đưa nó cho anh. Hoắc tổng, nước của anh. Mớm cho anh. Ba chữ quen thuộc lúc này vang lên ít nhiều có phần nhức nhối lỗ tai.
Lâm Huyền Bạch bặm chặt môi, đặt chai nước ra bên cạnh bệ rửa mặt rồi cắn răng. Em đều đây, anh tự uống đi. Nói xong, cô quay người định đi. Cổ tay cô bị giữ lại, không biết anh đã làm bằng cách nào. Lâm Huyền Bạch chỉ cảm thấy có một nguồn sức mạnh kéo mình bất giác xoay tròn một vòng tại chỗ. Một lần nữa đối mặt với anh, trong tầm mắt, anh đã cầm chai nước suối đưa lên miệng. Không, Lâm Huyền Bạch thầm hét trong lòng, nhưng đã không còn kịp nữa. Bờ môi mỏng của Hoắc Trường Uyên cứ thế ập xuống, vừa hôn lên, anh vừa truyền qua phía cô không chỉ hương rượu mà cả hớp nước vừa uống. Đây chính là mớm mà anh hay nói. Lâm Huyền Bạch trợn tròn mắt, chỉ trong một giây hoàng hồn, lưỡi anh đã bắt đầu đâm quàng đâm xiên. Cảm giác quen thuộc kích thích cô ngay lập tức, sự tê dại vô dụng trong vài giây đã lan khắp người. Cô không khỏi cảm thấy xấu hổ thay cho bản thân. Cô đang định toàn lực đẩy anh ra thì Hoắc Trường Uyên đã thả cô ra trước, cúi người thì thầm bên tai cô. Nhớ anh không?